Với mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi sự cải tiến dữ liệu. Việt Nam cùng UNU-WIDER, Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thế giới thuộc Đại học Liên Hiệp Quốc và các thành viên đã thiết lập biểu đồ dữ liệu về sự phát triển nhanh chóng của các quốc gia. Lập bài video tại đây sẽ chia sẻ một số bài học đã được rút ra. From 20 years of joint research and so many surveys, so we have so many information and data we collected and store in CIEM and many others. So we open access to anyone. And I think that is unique so far in Vietnam. We have done, two very important surveys. The first one is a survey on rural areas and the survey on private enterprises. Structural transformation is the key issues. And one of the transformation is urban and rural transformation to increase the productivity and income of farmers. One of the possible way to increase the productivity of land, that is we should make land use rights more flexible for the farmers. I think that it means that we really give the farmers more power so that they can decide and to choose to farm what is best for them. And I think that our recommendation with others, we will accept it in certain extent to revise land law in Vietnam for the next years.